Bà Văn Phở xin chào cả nhà thân thương từ thung lũng Xuân Trường. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024 và hôm nay vẫn như thường lệ, tiết trời của Xuân Trường dưới 10 độ, lạnh ơi là lạnh, lại khuyến mãi thêm mưa gió nữa cả nhà. Hôm nay là ngày thứ ba bà con phải nghỉ làm bởi vì mưa 2 ngày rồi, mưa liên tục và thậm chí mưa cả ngày đêm luôn cả nhà ơi. Và hôm nay bà Văn Phở sẽ đi trực tiếp kiểm tra cái chân của cái cáp như thế nào. Hôm trước bà Văn Phở chưa có thấy trực tiếp nó ra làm sao, cũng hơi lo lắng. Và hôm nay bà Văn Phở có việc ở thị trấn Bảo Lạc, cho nên là bà Văn Phở cũng kiểm tra xong, bà Văn Phở sẽ chạy về thị trấn Bảo Lạc và sẵn tiện chúng ta cập nhật luôn cái tình hình của đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà đã sửa thêm như thế nào rồi so với lại tuần trước cả nhà ha. Và cũng là điệp khúc sửa đường cả nhà ơi, Bà Văn Phở đang ở đây là cái chân núi của đi lên cái con đường vách đá đậu phụ hai thủ xỉn là cả nhà nha. Và đây là cái đoạn đường xẻ đá cuối cùng mà được nâng cấp mở rộng mặt đường đó cả nhà, cùng với lại cái dự án là đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà luôn. Đây cả nhà ơi, ngay cái cua này nè, ngay cái cua này nhìn trực diện lên con đèo, con đường vách đá đậu phụ hang thẩm xỉm ha. Đó. Nhưng mà cái cua này không có sửa, người ta không có sửa cái cua này. Ô, anh em lũng quẩy lý kìa. Đừng nói đi bữa giờ mới về nha, có thể đó cả nhà. Đi từ hôm bữa, trời ơi, đây là ngày thứ ba luôn, 2 ngày mưa gió, hôm nay là ngày thứ ba bắt đầu tạnh đó. Nghịch lý qua tới rồi đó, lý là tới cái chỗ kìa, xe rồi đó. Đó, người ta chỉ sửa từ cái đoạn này đây, người ta chỉ sửa từ cái đoạn này trở đi thôi cả nhà nha. Và xa xa là con đường vách đá đậu phụ kìa đó, và đó là con đường vách đá đậu phụ. Con đường này nó đủ rộng rồi, cho nên là nó không cần phải sửa nữa cả nhà. Nếu mà chúng ta đứng ở đây nè, đó, chúng ta có được những cái bức hình rất là đẹp luôn cả nhà nha. Thấy luôn được con đường vách đá đậu phụ, thấy luôn được cả con đường trên nhà anh Trang luôn, nếu mà trời quang mây tạnh, chứ không phải là mây mù như ngày hôm nay cả nhà. Bây giờ thì bà Văn Phở sẽ đi tiếp xuống để chúng ta kiểm tra coi cái cáp ở dưới đây nó như thế nào. Cho dù là ngày mai mới làm, nghỉ 2 ngày vừa rồi, hôm nay là ngày nghỉ thứ ba, 2 ngày vừa rồi mưa rất là lớn cả nhà. Hôm nay là tạnh rồi nhưng mà vẫn còn lầy lội nào bước lắm, chưa có làm được gì đâu. Đẹp chưa cả nhà? Thung lũng Cao Bắc kìa. Đẹp chưa? Chúng ta vừa xuống đèo Cao Bắc rồi đó cả nhà. Thung lũng này quá xá đẹp. Lần nào đi xuống cái thung lũng này á, bà Văn Phở cũng rất là mê cái cung đường này. Ở trên nhìn xuống toàn bộ nó cũng đẹp, mà chúng ta đi ở dưới, chúng ta ngay dưới thung lũng chúng ta cũng thấy đẹp luôn cả nhà. Thung lũng Xuân Trường và thung lũng Cao Bắc nó nối liền nhau qua một cái cung đường vách đá xẻ núi làm đường. Quả là một cái tuyến đường rất là phù hợp để phát triển du lịch. Đây cũng chính là con đường để mà đi từ đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà cho tới Bác Bó luôn cả nhà. Một cung đường rất là đẹp luôn. Ôi, quá xá đẹp cả nhà ha. Đây tới rồi nơi đây cả nhà này. Đó, đường cáp lên. Đây, anh em đã làm cái tín hiệu cho bà con thấy nè. Wow, mừng quá. Không có cản trở bà con đi bao nhiêu cả nhà ha. À, giả sử như nếu đi bằng xe máy, giả sử như nếu bằng xe máy thì sao, để bà Văn Phở đi thử cho chúng ta hình dung cả nhà ha. À, vậy là ổn cả nhà ơi, ổn ha, rất là ổn luôn. Bà con thì nghiêng một xíu rất là dễ dàng, bà Văn Phở hơi khó thôi, nó vướng cái kính thôi. Nếu mà không có kính chiếu hậu rồi nè, kính thấp thì cũng không sao, cái kính này nó cao quá. Như vậy là rất là ổn, rất là mừng luôn. Đây, bà Văn Phở đã mua cái cáp quan rồi, ngày mai người ta sẽ ra cái phản quan á. Bà Văn Phở đã mua cái phản quan rồi, ngày mai người ta sẽ
bà bán phở đã mua cái phản quang, bà bán phở đã mua cái phản quang để cho nó an toàn hơn rồi. Đó, ngày mai người ta sẽ giao. Ôi, vậy là yên tâm rồi. Thì chờ đợi ngày ngày mai làm tiếp theo sẽ như thế nào cả nhà ha. Mong là ngày mai trời không có mưa. Đó, hôm nay chúng ta thấy đó, wow, một cái thung lũng rất là mù sương luôn. Bà bán phở có một cái xíu thắc mắc là bữa nay sao thấy có cái đường ống rất là lớn. Hôm nay đường ống nước hả cả nhà? Đó, mấy đường ống nước hả ta? Đi vô bên trong nhà kia luôn kìa. Đó, có hai em bò đứng đằng kia. Đó, cưng chưa? Ồ, cái dây cáp nó căng nhìn mê quá cả nhà ơi. Rồi, quá xá đã luôn. Vô cùng cảm ơn. Thank you. Ồ, đã. Hỏi chị lúc kéo bà bón phở để cái cáp quang nó nối luôn. Để chúng ta tín hiệu chúng ta thấy rất là đã luôn. Ôi, quá xá đẹp. Nhìn cận cảnh thì nó vẫn hơi đùng một xíu chỗ kia cả nhà ha. Đó, chúng ta vẫn còn kéo được nửa cân nữa đó. Nhưng mà họ không biết rằng là như thế nào. Chứ bà bón phở vẫn hơi lo lắng là xi măng nó có bị va chạm những cái chỗ đùng hay không. Đó. Bọn con dưới đây rất là dễ thương luôn cả nhà ơi. Cái điều mà bọn phở lo lắng nhất á là sợ là cái dây nè vướng bà con đi qua đi lại, xe qua đi lại không được. Cuối cùng thì không, mà không như bà bọn phở lo lắng. Nhưng mà bà con ở đây cũng rất là dễ thương. Lúc mà làm thì ai cũng tò mò thấy lạ lắm, ai cũng nhiều người đứng nhìn lắm. Và nhiều người có hỏi thăm anh Trang là được không, được không. Bọn phở cũng không ngờ nhiều người quan tâm như vậy luôn á. Đậu phụ quá xá đẹp. Không phải là bỏ phở cùng bà con làm cái đường này mà mình có nhiều cảm xúc và ấn tượng, mà ngay cả lần đầu tiên bất cứ ai nhìn thấy cũng đều ấn tượng cả nhà ha. Quá xá đẹp. Bây giờ thì sẵn chúng ta sẽ thấy là hôm nay á anh em làm đường á cũng không có nổ mình, người ta cũng bị mưa gió không làm việc được đó, cũng ngổn ngang như vậy. Chỉ có những cái xe máy xúc mới làm được thôi, còn việc nổ mình không thấy làm, mà sao cũng không thấy khoan luôn ha. Ví dụ như mùa mưa cũng không có khoan được hả ta, hay là sợ đá trơn trượt nguy hiểm đó. Đó, khoan ở trên đó cả nhà, chuẩn bị nổ mình ở đây đó. Bây giờ là người ta đang nổ mình tới gần ở đây rồi. Trong sắp tới chúng ta sẽ được thấy một cái cảnh vừa thấy nổ mìn mà vừa thấy luôn con đường vách đá đậu phụ hoang thẳm xỉn luôn, rất là đẹp và độc đáo. Nếu có Flycam, tại vì Flycam màu bóng phở đang sửa rồi, để coi ngày mai em ấy nhận được em ấy báo, nếu không thì bảo bóng phở buộc phải mua Flycam mới đó. Nếu không ổn là mua, tại hơi nhiều tiền, bảo bóng phở hơi tiếc tiền á. Tới thân máy không là bốn mấy 50 triệu rồi, tiếc chứ, quá sợ tiếc luôn. Tính ra coi bao nhiêu tô phở đó, sẽ nổ mình ở khu vực này nè cả nhà đó. Mà bây giờ chưa 3 ngày rồi, 3 ngày rồi. Mưa nó thê thảm lắm. Chút nữa là cái đoạn kia nó lầy lội đất nó nhiều á, nó lầy lội như đất sét á, bọn họ không có quay phim được nữa đâu. Đó, nó ghê lắm. Ôi, bà bón phở vừa thoát ra cái chỗ đó. Wow, nó sình nó lầy lội mà còn gặp một chiếc xe tải nữa chứ. Đó, ngược lại nữa, trời ơi, chiếc xe đó phải nhường bà bón phở đó. Thật ra thì nó cũng không đáng sợ lắm đâu, nhưng mà biết sao bà bón phở tiếc cái sợ là chống cái chân xuống rồi dơ cái đôi giày công trình hôm qua mới vừa chà rửa đôi giày sạch sẽ do là đi 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 hoạt động á cả nhà. Trời ơi, nó kinh khủng khiếp đó, do là bắt buộc phải chà rửa đôi giày rồi. Wow, đẹp quá cả nhà ơi, bà bón phở phải dừng lại đứng ngắm luôn á. Mây nó phủ xuống núi xanh và kia mùa lá đỏ, những cái cây lá đỏ nó điểm xuyến thêm kìa. Ôi ước gì kia những cái căn nhà này là những cái căn nhà sàn rồi nữa ha, mái ngói nữa hen, đẹp biết chừng nào luôn. Ôi đẹp quá đó. Cả nhà ơi, đẹp như một bức tranh đúng không cả nhà? Ôi ôi, đó là cái đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà đó cả nhà ơi, hướng lên đèo đó.
Bây giờ thì bò bón phở cũng sẽ hướng về đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà. Và đây cả nhà ơi, đẹp chưa? Xa xa là cái đường nhỏ, đường lên Hò Lù đó. Đó, bây giờ là Hò Lù hay Lũng Quẩy hay Bắc Nạp, tất cả đều chìm trong biển mây cả nhà. Đẹp quá. Đó, thung lũng Xuân Trường là vậy đó cả nhà. Đây, chiếc xe này là xe khách đi từ thung lũng Xuân Trường này cho tới thành phố Cao Bằng đó cả nhà. Ở đây cũng khá là phát triển và chuẩn bị chào đón khách du lịch rất là nhiều, thoải mái rồi đó cả nhà nha. Có rất nhiều, có khá là nhiều homestay ở đây, cho nên là mọi người khi tham quan đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà nhớ ở lại một đêm ở đây. Cho dù là chưa đặt được cứ ở lại đi, rồi hỏi người dân ở lại cũng được. Nếu mà chúng ta chưa biết, nhất định là chúng ta phải ở lại. Nhiều người trong chúng ta không có biết cái lịch trình đó. Mấy em kỳ cưng chưa? Những ngôi nhà của người Tày, nhà mái ngói, những hàng rào bằng tre, nó đẹp làm sao luôn á. Vườn cây trong nhà của người Tày đó, cái nếp nhà của người Tày rất là hay, người ta yêu vẻ đẹp lắm. Người ta thích cái cây trái đồ người ta trồng rất là đẹp. Bò bón phở phải tắt máy xe để chúng ta nghe những cái âm thanh tiếng chim hót ríu ra ríu rít. Đó là chưa kể ở Xuân Trường này thức ăn rất là ngon nữa. Ở đây trái cây bà con vẫn còn giữ rất là nhiều giống bản địa thuần chủng. Mà đặc biệt đó, như chúng ta biết đó, cải xanh nè, chúng ta hay gọi là cải mèo á, rồi bắp cải nè, ở ngay cái thung lũng Xuân Trường này, chỉ có thung lũng Xuân Trường này, giá mắc gấp 5 lần đó, rất là ngon luôn. Đây, vẻ đẹp của Xuân Trường đây, cận cảnh cuộc sống của bà con đây. Xa xa chúng ta thấy con ngựa không ạ? Và đây những cái cải nè, cái rau cải. Hôm trước chúng ta thấy á, cái cải nó cao tới 2 mét luôn ha. Đó. Chúng ta hay gọi là cải mèo mà không phải. Chúng ta biết người Hờ Mông nhiều ở Hoa Sa Pa rồi chúng ta gọi như vậy, sai hết. Đó, đây là cái giống của người Hờ Mông, người ta cũng học hỏi lại của người Tày nùng dao này nọ thôi cả nhà. Đó. Có hai em ngựa đó cả nhà. Ồ, có hai em ngựa đang đi ăn đó, cưng ghê chưa? Đó, hai em ngựa bạch. Cái thung lũng Xuân Trường này nó trở thành một bản du lịch, nó rất là tự nhiên, nó không hoàn toàn không có sự quy hoạch xây dựng để phục vụ du lịch đâu, mà ở đây bà con vẫn đang là cố gắng giữ gìn đó, nhà nước đang cố gắng giữ gìn cái bản này để phục vụ du lịch, chứ không phải là để xây mới để rồi quay quần lại rồi, không phải. Nên là bộ phở rất là ủng hộ cái chuyện ở đây á, làm du lịch có vẻ rất là thật, rất là bền vững, nó rất là thuần tự nhiên như chính cái cuộc sống ở nơi này. Ở đây cuộc sống bà con từ ăn uống, gieo trồng đồ này nọ, nó rất là thuận tự nhiên, thuần tự nhiên cả nhà ơi, quý lắm. Đây, đẹp chưa cả nhà? Lần đầu tiên bà con phở thấy cái cây ngô, vườn ngô của bà con người ta đã cắt hết rồi, còn trái không là trái à. Đó, mê ly chưa? Rồi xa xa là cái căn nhà sàn của bà con, rồi những cái hàng rào bằng tre đan à, nó đẹp. Đó, mê gì đâu luôn á. Đó, đẹp chưa? Cả một cái rừng rộng lớn nè. Và đây những căn nhà dưới chân núi nè, vườn lá đỏ xa xa đằng kia. Trời xỉu luôn á. Hôm trước đi chợ phiên, bà bón phở may mắn được ăn đúng cái hồng bản địa thuần chủng. Rồi chưa kể nữa là ở đây có những cái lê mà cái bản địa thuần chủng nó to gần bằng cái đầu bò bón phở luôn á. Nó không ai tin luôn. Đó. Ở Xuân Trường này, cứ là giữ những cái gì là chính của Xuân Trường, là bản địa, là thuần chủng, thì bảo đảm không nơi nào có được ở trên đất nước Việt Nam này luôn, trên toàn thế giới này luôn. Cũng giống như là không nơi nào có được con đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà mà chỉ có duy nhất ở Xuân Trường này. Thôi bây giờ chúng ta sẽ tiến về con đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà cả nhà nha. Bỏ phở nhờ các anh gấp phụ cái quay. Cảm ơn anh nhiều. Rồi xong rồi đó. Mừng quá. Đi ra cái tiệm xe nhưng mà người ta bữa nay tiệm xe lại đóng cửa. Ông phở cũng muốn sửa cái tháng trước nè. Đó, cái tháng trước nó bị đứt rồi. Các con dễ thương chưa? Trời lạnh lắm cả nhà.
nhìn các con mặc áo ấm là biết rồi ha, quá xá lạnh luôn đó. Mây thì bọn Phở thấy nó đang dâng kín ở trên đỉnh đèo 14 tầng Khâu Cốc Trà, đỉnh đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà. Những cái căn nhà sàn á ở hai bên đường đẹp lắm cả nhà. Có điều là góc quay này chúng ta không được thấy thôi, hơi tiếc. Ơi, mới có một giọt mưa. Trời ơi, sợ thật chứ. Xin chào em Kỳ. Em Kỳ dễ thương quá, đẹp quá. Rồi, bây giờ chúng ta vừa hết cái khu dân cư rồi đó cả nhà. Chúng ta sẽ bắt đầu lên cái đường dẫn lên đỉnh đèo 15 tầng. Lạnh quá. Bà Bón Phở phải đi xuống thị trấn Bảo Lạc, từ đây xuống đó khoảng 20 cây số. Bà Bón Phở cần chụp cái hình thẻ để bà Bón Phở làm visa. Sắp tới bà Bón Phở phải đi training setup giúp khách hàng mở quán phở ở Hàn Quốc và ở Mỹ, cho nên là bà Bón Phở lại bận việc trên này. Cho nên là bây giờ tranh thủ làm sẵn đi, rồi về tới cận Tết bọn Phở về tới Sài Gòn lo một số việc công ty, đóng hàng hóa phụ các bạn xong hết rồi. Rồi bọn Phở mới đi Mỹ và đi Hàn Quốc được. Bọn Phở thấy mình thực sự là may mắn khi mà mình được làm một cái nghề mà nó rất là đặc biệt trên thế giới này. Đó. Một món ăn, một sản phẩm của mình lại là một món ăn được dễ ăn. Cho nên bà Bón Phở chỉ chuyên tâm làm phở thôi cả nhà, là đủ rồi. Đó. Mình chuyên sâu món phở thôi. Rồi bà Bón Phở bán kèm những cái sản phẩm khác là nó chỉ là kèm phụ thôi. Thí dụ như là đũa cây kè đi, ăn phở thì có cái đồ đũa ăn đúng của nó thì nó mới là độc đáo ha, nó mới đúng, mới dễ ăn. Ôi đẹp quá cả nhà. Để bọn phở. Ôi đẹp quá cả nhà ơi. Đó, đèo 15 tầng đó. Đó, những cái cây là đèo 15 tầng ngay nhà cô chú Nông Văn Ngoan đó cả nhà. Ôi, bây giờ thì đèo 15 tầng chắc chắn là đang mù sương. Bây giờ thì chúng ta đi thôi. Cả nhà ơi, bây giờ là bà Bón Phở đang đi lên cái đường dẫn. Đây là cái đường mà gọi là đoạn đường bắt đầu xuống tới cái thung lũng Xuân Trường đó. Nhưng bà Bón Phở đang đi ngược lại nha. Bà Bón Phở đang đi ngược lại. Bà Bón Phở để lạc mất cái Google với lại cái 360. Lạc mất ở đâu rồi. Bà Bón Phở tìm không ra, cho nên là không có. Cái tội bà Bón Phở cứ làm mấy tháng xong bà Bón Phở nghỉ, rồi về bà Bón Phở ở nhiều chỗ quá. Trời ơi. Do vừa rồi cái phòng bà Bón Phở để đồ thì cái khách sạn á, cái nhà nghỉ á, người ta kiệt khách quá, người ta cần lấy lại. Cái là thành ra dọn cho bà Bón Phở thì muốn thuê luôn á, để khỏi phải mất công. Rồi không biết trong quá trình dọn đó rồi có làm mất cái gì hay không nữa. Mà chắc chắn là bà Bón Phở không đem con Google rồi chính về. Tại lúc đó bà Bón Phở nghĩ là về rồi bà Bón Phở sẽ lên lại. Đây bắt đầu lên dốc rồi đó. Số 3 không được, số 2 thôi. Chút nữa sẽ trả số 1 luôn á. Đó. Đó,
trước mặt chúng ta là con đường zig zag 1, 2, 3, 4 tầng. 4 tầng là sẽ lên tới đèo, đỉnh đèo. Quá lạnh luôn cả nhà ơi. Nhưng mà ở đây thì là những cái điểm lạnh cuối cùng. Khi mà qua con đèo 15 tầng này sẽ bớt lạnh hơn. Cái con đèo 15 tầng Khâu Cốc Trà này nó như là một cái ranh giới về thời tiết á. Nó giống như là con đèo Mã Phục ở Trùng Khánh với thành phố Cao Bằng vậy đó. Nó vừa qua con đèo rồi nó lạnh kinh khủng khiếp. Nó ranh giới thời tiết, cái vùng đó nó khác hẳn cái thời tiết cái vùng kia. Cho nên là Xuân Trường nó rất là đặc biệt, thời tiết nó đặc biệt và nó có nhiều cái thức ăn ngon, cái đặc sản, cây, trái cây này nọ, rất là đặc biệt. Nếp Xuân Trường cũng nổi tiếng, khẩu ngần, đó, trái cây cũng vậy. Lê Xuân Trường, nói Lê Xuân Trường nó góp phần tạo nên cái câu là gái gì đó mình Lê Bảo Lạc đó, gái thắt khê Lê Bảo Lạc ở Cao Bằng này đó, có cái câu là vậy đó, gái thắt khê Lê Bảo Lạc. Ôi đường này đẹp quá. Ôi đó, đoạn đi làm xong rồi cả nhà, đoạn lên làm xong trước ha. Vậy là người ta làm từ đây lên cho nên cái đoạn dưới chân đèo là chưa xong. Đoạn dưới chân đèo thì chưa xong, người ta làm từ đây ngược về. Nói chung là làm từ đây lên tới đỉnh đèo rồi đỉnh đèo rồi xuống lại. Đường rất rắc tầng thứ ba rồi. Nãy chúng ta nói 4 tầng đúng không? Vẫn cứ thấy 4 tầng. Đẹp quá. Ở đây nhìn qua thấy thung lũng Xuân Trường cả nhà. Nhưng mà trong khung hình chúng ta không thấy. Ôi đường rộng mê ly luôn. Ôi quá đã, an toàn hẳn luôn. Ôi ôi mù sương kìa. Wow, mù sương dày đặc rồi đó. Tí má ơi lạnh. Tiết trời này á, mù sương vậy thì có bay fly cũng flycam cũng không được. May là cái flycam bảo không phở nó hư rồi á, chứ không bảo không phở nó hư rồi. Chắc tối nay á, tới Hà Nội người ta mới nhận, người ta mới sửa được. Đây tới nhà cô chú Nông Văn Ngoan không, các xe còn phải bật đèn á. Đó có các xe du lịch kìa, ngầu chưa. Xe xây dựng. Ở đây sẽ có cái bãi xe nữa cả nhà. Ở đây sẽ có cái bãi xe. Ô, một chiếc xe du lịch nữa. Ngầu quá, chắc chung tiền với đội kia. Wow, một đoàn luôn. Wow. Vậy là một đoàn phượt mô tô phân khối lớn luôn cả nhà. Thường là trời, dân phượt khoái cái cung đường Bảo Lạc này lắm. Ủa. Ôi, đã quá. À, trời ơi, mê chưa? Quên hỏi chị ấy là không nhận ra kịp là chị ấy đi chung đoàn. Vẫn phải nhìn không kịp. Đó, mù sương. Chúng ta đang đi trong mù sương như vậy đó. Trời ơi, thơ mộng chưa? Đó, đi như vậy chúng ta cũng hình dung được một phần. Lỡ mà mù sương thì cái con đèo 15 tầng này nó có nguy hiểm hay không cả nhà ha? Qua một xe ô tô lên. Đi cái cua. Vẫn còn cái cây này đẹp quá. Ôi cảm ơn cái cây. Cảm ơn các anh còn giữ được cái cây này. May quá. Cái cây đó số lớn.
mưa 2 ngày liên tục vậy nè, là nhiều người ngại không ra đường lắm cả nhà. Dân du lịch rồi như bà bán phở thì cứ giống như là điếc không sợ súng á. Đó. Hoặc là cái lộ trình thì cứ đi vậy thôi. Còn bà bán phở thì cũng biết nguy hiểm nhưng mà vừa đi vừa cầu nguyện đi. Tại vì cái đường mà nó mới vừa phá núi rồi vậy xong á, nó nguy hiểm lắm. Mà mưa 2 ngày liên tục, mưa cả ngày đêm như vậy á, núi bình thường còn nguy hiểm nữa, còn dễ sạt lở nữa, huống gì mà mới vừa phá ra nó còn nguy hiểm hơn nữa đó. Là trải nhựa tới đây rồi, người ta đang trải nhựa luôn. Cái xe màu đỏ đỏ là nổ điện á, nổ mình á đó, người ta bữa bà ông phở tới đây nè, đúng lúc cảnh nổ mình á, bà ông phở nghe được các anh đang chuẩn bị nổ mình á đó. Đó, bên trái là người ta làm đường nhựa rồi ha. Một đàn dê, bà ông phở đặc biệt vẫn chưa được ăn dê Bảo Lạc nha, dê núi đá thật sự luôn, chưa được ăn. Dê Hà Giang thì được ăn rồi mà dê Bảo Lạc thì chưa. Nó ý đi 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 cưng chưa. Nhớ hoài cái món dê thánh chém Mỹ Hải ở bên Hà Giang với Nguyễn Tất Thắng á. Trời ơi, ổng làm cái món lòng dê mà ổng thắt á, ôi nó ngon, nó lạ thường luôn á. Mỹ Hải giỏi quá. Đó. Cập nhật á, 12 tháng 1 nha cả nhà. Đó, đang đổ mặt đường nhựa rồi nè. Tới tầng này tầng mấy luôn rồi đó ha. Đây. Nhiều người cũng ngại đi á, vì không biết sửa tới đâu. Đi thoải mái cả nhà ơi. Bây giờ cái phần nổ mìn nó ít lại rồi. Bây giờ bà ông phở thấy rằng là hoàn thiện mặt đường là chính, còn phá núi là có vẻ như là xong hết rồi đó. Phá núi, đập phá núi ra là thấy có vẻ xong hết rồi. Chúng ta xuống thấp hơn thì đỡ bị mây mù hơn rồi ha. Đó, người ta làm, người ta cũng làm một nửa một bên thôi đó, để một bên là vẫn lưu thông được xe cộ, chứ làm mà vẫn đảm bảo được lưu thông, cho nên cả nhà yên tâm. Trời ơi, cái đoạn đất nó, ôi bọn phải chống chân xuống á, nó trơn lẫy á, đất sét á, trơn lẫy ghê á. Không thấy anh em làm đường ta, không nghe tiếng máy xe gì hết trơn vậy. Không lẽ giống như trên đoạn đường kia cũng không ai làm, chỉ có xe xúc thôi, ở dưới đây không thấy xe xúc luôn. Nghỉ 3 ngày rồi anh em ơi, hôm nay là ngày thứ 3. Wow, đá không à. Khúc mới đập ra thì chúng ta thấy cái đá nó chưa có đen á. Từ từ nó đen trở lại rồi nó đẹp. Mọi người cứ nóng vội nó không đẹp bằng. Mà cho dù thí dụ như có không đẹp bằng ngày trước thì sửa cũng phải chịu, bởi vì nó phải an toàn. Wow, đám tang á. Hình ảnh đó là đám tang của người Tày, là người ta chở như vậy đó. Nó là đám tang rồi hay chưa ta? Về về lo đám tang hay là đám tang đi rồi không biết nữa. Bọn phở chưa thành cái đó.
Chị biết rằng là bữa giờ ở Xuân Trường thấy có hai cái đám tang, thấy có hai cái đám tang luôn, và người ta cứ đang cái làm cái như vậy á. Chị, ở đây thì sẵn sàng để trải mặt đường nhựa, chứ chưa trải nhưng mà sẵn sàng. Đẹp quá. Đây, xe trải nhựa đang đứng sẵn đây rồi nè. Wow, trước mặt ghê quá. À, có khi nào hôm nay là chủ nhật là ngày nghỉ người ta không làm không cả nhà? Nhưng mà hai ngày rồi mưa thì hôm nay chủ nhật làm bù chứ. Ồ, cái cây trước mặt đẹp quá. Hên quá. Hơn đó được còn cái cây. Má ơi, chúng ta nghe cái tiếng nhịp nhịp của đất nó dính không? Đất đỏ, đất sét, gớm. Đường này xe máy chạy chứ đường ô tô mà gầm thấp thì cũng phải cẩn thận. Sợ thiệt á chứ. Trước mặt vừa đẹp vừa ghê cả nhà ơi. Vừa đẹp mà vừa ghê ghê. Đây tiếp. Má ơi, nó trượt. Mà xe thì chỉ có tháng sau, không có tháng trước. Nhưng mà xuống dốc thì cũng không cần tháng trước đâu. Ghê ghê. Người ta có cái găng tay chuyên nghiệp rất là đẹp, chuyên dụng rất là đẹp, rất là đỡ lạnh. Bảo phở chưa có nữa, tại vì mới nhận lại xe ấy da, để xuống sẵn mua luôn. Má ơi, trời ơi, má ơi, có người nào té không? Đừng té nha, kinh khủng lắm. Cái đường này nó xấu hơn cái đường bên kia anh nó đi, mà nó trơn. Ôi, má ơi. Ôi, má ơi. Tí má ơi. Ôi dồi, rồi đôi giày của tôi cái sự nghiệp đôi giày làm lại từ đầu rồi. Ây da. Mới vừa trà rửa xong. Trời ơi, kinh khủng khiếp. Trơn trượt. Ôi, mỏi cái tay luôn, không chỉ. Trời ơi. Mỏi cái tay luôn. Nhìn mấy cục đá to, nó nứt nứt ghê quá, ghê rợn quá. Đá khổng lồ. Ghê rợn quá. Trời ơi, bữa nào bọn phở bay về like cam sẽ cho mọi người thấy cái tảng đá bên phải mà mọi người chưa có thấy đâu. Nó đẹp lắm.
rải, nếu mà rải được cái đá rồi á thì đỡ, còn để đường đất như vậy chạy quải thiệt luôn á cả nhà, rất là quải. Còn nếu mà người ta có đá đá bi á thì đỡ rồi xong, chứ còn cái để cái đường đất sét rồi hết rồi, đỡ rồi, vậy cũng ít thôi. Ôi đẹp quá. Ồ, cái cục đá này nó ghê quá vậy cả nhà. Cái cục đá bên trái nè, ghê quá vậy. Người ta cũng phá luôn đi chứ hả. À, vẫn là đường đất nha, chưa hết nha. Nhưng mà đất nó ít hơn, nó chắc hơn, nó cứng hơn. Nó không có chuyện, nó không có vừa đất vừa đá như cái trên. Nói chung là vẫn còn ghê. Vẫn còn gian nan lắm. Mùa khô đi không sao, mưa hai trận như thế này, đi vừa ghê, mặt đường vừa nguy hiểm, rủi ro. Ôi, cái vách đá phía trước quá đẹp. Vậy là vách đá này không có bị xẻ, không bị phá, người ta chỉ xé phá cái phần đối diện đó thôi để mở rộng mặt đường, còn mặt đó không bị phá nên nó màu đen, nó rất là đẹp, nó cao sừng sững, đẹp lắm. Rồi đi như vậy, hôm nay mưa gió đi như vậy mới cảm nhận được, tự tay cầm lái nữa mới cảm nhận được cả nhà ơi. Những chiếc xe chuyên dụng nữa, mà sao dây cáp thì quá trời nhiều vậy ha. Một núi bên trái à, để đóng đóng bên đó là ta. Má ơi, sắp hết đoạn đường đau khổ chưa nhờ. Ý, sao dắt bộ vậy? Sao chịu nổi? Chết cha. Nữ nữa. Ủa sao dắt bộ vậy em? Hết xăng hay sao? Em sợ không dám ra, không dám chạy hả? Nhưng mà sao em dắt nổi, nó lên dốc làm sao em có thể dắt được? Cứ chạy đi. Hả? Không, bây giờ em mới đi được chưa được nửa đoạn á, nó 15 tầng lận mà. Em mới đi được mấy tầng? Không, y chang nhau. Hả? Trời ơi, dắt bộ vậy sao nổi trời. Tí má ơi, có gì đâu mà sợ ta. Bà có phở lì quá không sợ hả? Đi xuống còn khó hơn đi lên nữa đó. Ôi em ở đâu mà em sợ? Em ở Cao Bằng hay em ở đâu mà em sợ? Em người ở đâu mà em sợ? Hả? Em người ở đâu? Trời ơi, chị ấy nói mà bà ông Phở không nghe được. Đó, xe phía trước đi cũng khó khăn lắm cả nhà. Ai da, đó 4-5 chiếc xe phía trước. Chà, vậy là bà ông Phở thuộc loại lì á cả nhà. Ôi cô gái đó tức cười quá. Rồi đi bộ vậy à, cô rịnh xe, coi như là đi bộ cũng cực lắm. Trời ơi. Có vẻ là đoạn đường phía trước mặt bà bán phở nó rất là gian nan nha. Có vẻ đó. Cẩn thận nha bà bán phở. Tại vì thấy mọi người qua chỗ đó rất là gian nan. Bà bán phở thấy là đi lên đỡ hơn là đi xuống.
đi xuống cũng không nói được nữa. Ôi ôi, đá sao dữ vậy nè, bên trái đá quá trời, cái đoạn này ghê quá. Đoạn này xe ô tô đi mới sợ, chứ còn xe máy đi thì bình thường một xíu thôi, ô tô và xe máy khó mà đi chung khúc này. Nghe cái cua này gần xuống tới rồi, chà thiệt chứ. Má ơi, má ơi, nó trượt đó, nó trượt cái bánh của bà bán phở. Không đi xuống nữa, đi dọc qua đây. Má ơi, hèn chi. Ủa rồi làm sao người ta, người ta đi lên. Mình không đi cua mà mình đi thẳng vậy nè cả nhà. Đó, đi zig zag á, đi kiểu zig zag á. Đó, khôn rồi. Đi lấn qua đàn đường của người ta luôn. Nó đường, tại vì đường người ta nó ít, nó ít đất sét, nó ít bùn. Còn cái đường của mình nó bùn như quỷ sứ vậy đó. Có ai đâu, mình lấn mình đi thôi. Cái dây điện trên đầu ghê quá. Không biết dây gì, dây cáp chứ không biết dây gì đó, không biết điện hay cái gì. Trời ơi. Trời ơi, nói chung á, trời nắng thì không sao cả nhà nha, nhưng mà trời mưa thì quá là một trải nghiệm kinh khủng. Là kinh khủng vừa về mặt đường, vừa về tinh thần nữa đó. Tại vì nó hơi nguy hiểm. Ủa, sao cái hòn đá này đẹp chưa cả nhà? Ha, tức cười quá ha, tức cười chưa? Đó, đẹp ha. À, đi thôi. Ấy da, tiếp tục. Má ơi, giống như trong video trước cả nhà thấy á, vào quán phở đi vô hang á thì cái đá mà người ta làm đường, người ta xả xuống á, rất là nguy hiểm, rất là ghê, rất là sợ sạt lở. Lúc là nhà nước chưa thấy được cái tầm quan trọng của cái hang đó đó, cái là để cho người ta lấp cái miệng hang như vậy. Đúng là không cho thì người ta sẽ có một cái chỗ khác, người ta chở tới nó đổ. Cái chỗ đó là một cái điểm du lịch độc đáo đó. Cái hang bên trong hang thì thực sự nói về thạch nhũ thì nó không giá trị lắm, nó không đẹp lắm. Mà chúng ta để về chúng ta khai thác thì nó thua ngùm ngao, nó thua quá xa hang động của Quảng Bình. Thì chúng ta nên tận dụng nó, chúng ta làm thành một cái con đường đi trong hang động để nối liền hai xã thì quá đẹp. Rồi, bây giờ chúng ta xuống đèo chưa cả nhà? Vậy là xuống rồi phải không? Hết đèo rồi đó. Bây giờ là chỉ là cái đường dẫn lên đèo thôi ha. Rồi, ngon lành rồi. Hy vọng là trong một tương lai rất gần, Xuân Trường sẽ có một cái con đường độc đáo nhất của Việt Nam luôn. Đó là con đường xuyên hang nối liền hai xã, đó là xã Xuân Trường và xã Hồng An. Đó, con đường liên xã mà ngay trong hang động. Hang động cảnh hai bên thì khá đẹp, cao đủ, phải làm một con đường mà chạy được ô tô luôn. Đó, ô tô thì một lên thôi chứ hai lên thì không được, phá cái là phải một lên thôi. Nếu mà có chiếc đi tới thì phải canh á, phải canh hai bên. Thời buổi hiện đại mà. Má ơi, đừng có chạy nhanh như vậy chứ, làm gì chạy cái dù lên vậy cho nổi. Hết hồn mà, đường trơn trượt nữa, chạy chậm chậm thôi. Bây giờ mới thật sự hết đèo nè, bây giờ mới vô đường dẫn nè. Đó, đó, bây giờ mới xuống hết đèo, bây giờ mới đang đi trên cái đường dẫn vào đèo á. Ồ,
cái đường dẫn vào đề cũng rất là đẹp á cả nhà. Những cái vách đá nó cao sừng sững, con đường cặp bên một cái vách đá cao kinh khủng khiếp, cao mấy trăm mét đó cả nhà. Đẹp quá. Ô, lá đỏ ha. Ôi, những cái cây mà nó mọc từ trong đá ra, nó lại có những cái lá nó sắc màu nữa. Ôi đẹp, đây là cái đường dẫn vào đèo 15 tầng nè. Ôi nó đẹp làm sao đâu luôn á. Cái dãy núi nó uốn lượn đẹp quá ha. Cả nhà ơi, như vậy là bà Bán Phở đã cập nhật xong cái hình ảnh của Xuân Trường. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024. Những hình ảnh đẹp của Xuân Trường cũng như là tình hình làm các cáp treo thực tế ở thung lũng Lũng Trầu và con đường đèo 15 tầng sau khi trải qua ngày mưa 2 ngày liên tục thì nó như thế nào. Nó một trải nghiệm cũng rất là rồi bất đắc dĩ thì phải đi thôi. Bởi vậy thứ nhất là bởi vì sợ nguy hiểm sạt lở đá đó cả nhà. Thứ hai là cái mặt đường nó kinh khủng quá. Bây giờ thì bà Bán Phở xin tạm dừng video này ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo.